qua được 120 giây. Cột tóc cho 10 em với tốc độ của rùa. Và bắt đầu. 10 bé gái xinh xắn này sẽ hỗ trợ chú Minh Trí trong thử thách nhanh tay buộc tóc. Liệu ông bố chưa khi nào buộc tóc cho con, Minh Trí có hoàn thành thử thách trong 2 phút như vợ mình nói không? Người chơi phải thật khéo léo và kiên nhẫn với các thiên thần nhí không chịu ngồi yên. Thử thách này tưởng dễ nhưng không dễ chút nào đâu. 2 phút bắt đầu. Không được không? Không biết nào là đánh nó liền. Lẹ đi. Thao tác lẹ lẹ lên. Vậy cũng được. Vậy cũng được. Không cần ngủ thôi. Rồi. Kiểu mà nhanh đi. Rồi. Lẹ. 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 Cái gì đây? Chú Minh Trí buộc tóc theo phong cách gì mà kiểu lạ quá nhỉ? Đây. Đây. Và đây nữa. Đúng là chú chưa có kinh nghiệm buộc tóc rồi. Các em bé đều cười rất tươi. Chắc là cười tay nghề buộc tóc của chú Minh Trí đây mà. Trong một phút đã có 5 bé gái xinh xắn được buộc tóc. Mục tiêu chỉ còn 5 bé nữa thôi. Qua đây nhanh đi, nhanh đi. Rắn lên. Con gái. Mẹ. Một phút nữa. Hết giờ. Chúng ta đi kiểm tra. Đầu tiên, cái này là cục kiểu nha. Ha. Cái này để quay cái tóc xéo. Cái này bới luôn. Cái này đuôi ngựa. Trời ơi, còn con chùm bông đây nữa. Còn này đây nè, cũng được. Cái này được luôn. Được luôn. Cái này sao đây? Nó chuyển qua nùi. Cái này fashion. Kiểu bây giờ đó. Cái này fashion, kiểu cái này là catwalk ta cột vậy không? Tan 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 tan. Thưa quý vị, mặc dù thời gian ổn cột được cho 10 bé ổn luôn nhưng rớt tóc ra ngoài sai một mục tiêu. Vì vậy, coi như nhiệm vụ không hoàn thành.